Sau trận mưa lớn kéo dài khoảng 1 giờ vào chiều hôm qua ngày 8 tháng 5, do lượng nước đổ về quá lớn đã gây ngập cục bộ tại một số khu vực ở thành phố Đà Lạt. Tại khu vực cầu Hải Thượng, nước lớn đã làm ngập đường giao thông khoảng 0,5 mét, gây khó khăn đối với người tham gia giao thông. Còn tại khu vực Hồ Đội Có, tình trạng ngập úng tiếp tục tái diễn lại, lượng nước thoát không kịp đã tràn ra đường khu vực Thánh Mẫu, phường 7. Trận mưa khiến nước từ công trình xây dựng của Bệnh viện Nhi Lâm Đồng tràn xuống gây xói mòn nhiều tuyến đường. Ngay sau khi rút nước, tổ dân phố cùng với người dân đã huy động máy móc thiết bị để nạo vét, khơi thông dòng chảy, san lấp lại đường. Khu vực trường trung học cơ sở An Dương Vương, phường 2, mưa lớn đã làm sạt lở bờ ta luy và ngập phòng học của trường. Riêng ở đường Hồ Tùng Mậu, phường 3, trận mưa kèm theo gió lớn đã làm đổ một cây xanh hàng chục năm tuổi. Rất may, không ảnh hưởng đến người và phương tiện tham gia giao thông. Lực lượng chức năng thành phố đã có mặt tại hiện trường để xử lý nhằm đảm bảo an toàn giao thông. Hiện nay, Đà Lạt đang bước vào thời điểm mùa mưa, các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương cần có biện pháp cải tạo khơi thông, thoát nước để tránh tình trạng ngập úng.